Hi everyone, welcome back to my channel. Gà gãy rồi, vậy thôi. Xin chào mọi người, lại là Moon đây. Hôm nay là chủ nhật, thường thì mình sẽ ngủ dậy rất là muộn vào ngày này. Mà tự nhiên công việc hôm nay ai nhập hay sao á, 8 giờ sáng là dậy rồi. Sau khi định đăng rửa mặt xong thì mình làm skin care. Chắc vì sợ da cho nên bữa nay cũng siêng làm chăm sóc da lắm. Mình đang dùng mỹ phẩm của hãng La Roche-Posay, cũng không biết là đọc đúng hay sai nữa. Hãng này có nhiều review rất tốt về trị mụn, cho nên mình cũng mua chung thử vì mình cũng có một ít mụn thâm. Giờ thì xếp lại cái giường cho gọn gàng một tí, chỉnh trang lại để nhìn cho nữ tính. Nhìn này cũng đủ biết là mình thích màu gì rồi phải không? Màu hồng đó. Em cũng chỉ là con gái thôi mà. Lược mấy cái bụi nữa là xong. Nhìn ra trời hôm nay cũng xanh. Thôi ra người ít khí trời đây. Thể dục thể thao nâng cao sức khỏe để con chống cố ná nữa chứ. Tập ít thôi gặp vèo sướng chừng. Giờ thì vào làm đồ ăn sáng. Hầu như mì gói là thứ không thể thiếu trong cuộc đời của mình, vì nó nhanh, ăn nhanh nữa. Đợi 5 phút nữa là xong. Bỏ thêm dim sum vào hấp chung luôn. Cái nồi nhìn nhỏ mà có vỏ ghê. Một công đôi việc mà màu còn xinh nữa chứ. Sẵn có một ít thịt bò cho vào luộc để ăn chung luôn. Mấy thùng thịt bò nhìn hấp dẫn hi. À quên, con làm nước nữa chứ. Cắt đôi trên dây ra, thắt năng vùng. Nước sôi rồi, chưa bỏ thịt bò vô thôi. Tầm 3 phút rồi vớt ra. Nồi bên đây chín rồi nè. Nhìn hấp dẫn chưa? Chân dây, đã với nước 7-Up. Tiếng gá của nước nghe vui tai hỉ. Ta-da, xong rồi, triển khôi, mời cả nhà. Tưởng ít mà đổ ra cũng nhiều ghê. Cái này mình ăn chung với người anh em của mình nữa, chứ ăn một mình làm sao mà hết được. Ngon mà nóng quá. Hai đứa ăn hết sạch luôn. Bây giờ cùng biến hình để đi siêu thị thôi. Biết hôm nay nhìn cũng đẹp nhưng mà không được, ngoài trời lạnh lắm, làm nóng mà được không được, không được biến lại không phải là biết. Ui, lỗi kỹ thuật đây, phải mặc như thế này. Ok rồi, đi thôi. Chân bước đều nhau nữa, lạnh phải trung lên cái đầu. Hôm nay mình đi Tesco, siêu thị ở bên kia kìa. Mình vẫn đi bình thường chứ không hề nhủ mua nghe. Nhìn cái tóc buông cười như kiểu có cục nấm mọc trên đầu á. Ôi, người đời xếp hàng dài dài luôn. Cái này mình mua cho người anh em của mình, nguyên một dãy đồ châu Á luôn. Mình thiếu bơ và phô mai cho nên chỉ đến quay bơ và phô mai để mua thôi. Lần này không đi La Ca nên về nhanh. Tưởng đi động thật như chị đại. Đương nhiên là không quên phải rửa tay rồi, phải rửa 20 giây nha. Giờ vào bếp thôi. Nguyên liệu bao gồm bột mì, phô mai kem, bơ, đường, bốn quả trứng gà, sữa. Mình định làm vì trà xanh nhưng mà tìm mãi tìm hoài không thấy, cho nên mua tạm cái vị vanilla để về làm thôi.
bắt đầu thôi. Đầu tiên mình trộn cái phô mai kem cho nó nhuyễn ra. Còn ngửi ngửi nữa, thơm thiệt. Rồi cho cục bơ vào chúng để trộn. Phải cần có nước sôi để cục bơ nó tan ra. Khi nó tan chảy ra hết rồi thì bỏ cái nước sôi ra. Cho ra cái bột vào để cho bột mịn, còn không nó sẽ bị đọng cục. Rồi trộn. Đổi cái này để trộn dễ hơn. Đến cái giai đoạn này thì cần phải tận tâm này. Tách lòng trắng để riêng, còn lòng đỏ đổ vào hỗn hợp của bột. Mình sợ bị hỏng cho nên là phải làm từ từ. Xong. Bây giờ tiếp tục trộn thôi. À quên, phải bỏ một ít vị vanilla cho nó thơm nữa. Ngửi ngửi nữa chứ. Bây giờ đến giai đoạn đánh lòng trắng trứng. Cũng may nhờ có cái máy, không thôi là đánh to tay rồi. Nhìn trắng như tuyết. Giờ cho vào bột để trộn chúng. Giờ thì đổ hỗn hợp vào khuôn. Đập đập. Bắt chước thôi chứ cũng biết vì sao nữa. Chưa cho vào lâu nữa mà đợi thôi. Trong lúc chờ đợi thì mình làm món trái cây nhúng caramel. Quá là nhiều đường. Nhìn món này chắc ai sờ mập không dám ăn đâu. Bánh chín rồi, lấy ra thôi. Thành công hay thất bại đây? Vì nó dính ra hai bên cho nên phải lấy cái dao để nầy ra. Xong rồi. Ui, nóng. Yeah. Nhìn cũng được. Mà nóng thế, nóng một tay luôn á. Và đây là thành quả. Oops. Oops. Giờ các đáng thử, nó vẫn còn nóng. Lại hầu đầu quá. Vẫn còn không được. Không sao. Giờ xịt thêm kem để trang trí. Ta-da. Nhìn mắt thẩm mỹ ghê. Mời cả nhà ăn bánh. Ăn xong lắng luôn rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Đừng quên like và subscribe kênh của mình nhé.